Trong xu hướng dịch chuyển công nghiệp lên phía Bắc, tỉnh Bình Dương đã và đang tập trung đầu tư hệ thống giao thông, tạo sự kết nối đồng bộ giữa các vùng khu vực phía Bắc để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Ngoài các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 13, Mỹ Phước, Bào Bàng, DT750, DT741B, các tuyến tạo lực, vành đai đang được đẩy nhanh tiến độ như Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bào Bàng, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, Việc đầu tư đưa vào sử dụng các tuyến đường giao thông mới đã giúp giảm chi phí và thời gian vận chuyển hàng, giúp các doanh nghiệp giảm khoảng 30% thời gian tới các cảng trong khu vực Đông Nam Bộ. Qua đó chi phí logistics cũng giảm đáng kể, tạo thêm sức hấp dẫn thu hút đầu tư chất lượng cao. Bình Dương phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện một số tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh và đến năm 2030 phát triển đồng bộ hệ thống giao thông nội tỉnh và kết nối vùng.